Kính thưa quý vị, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của quân dân tỉnh An Giang nói chung, đồn biên phòng Lạc Quế và nhân dân trên địa bàn đơn vị phụ trách nói riêng, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2023 tại đồn biên phòng Lạc Quế. Chương trình gồm các hoạt động tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, luật biên giới quốc gia, truyền thống chiến đấu anh hùng của lực lượng vũ trang và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, tổ chức phát quang hai bên đường lộ nông thôn và vệ sinh môi trường, trao tặng hai căn nhà máy ấm biên cương, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, đồng thời tặng 150 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, người già neo đơn tại xã Lạc Quế, tổ chức gói bánh tét, sau đó tổ chức thăm và tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng xã Lạc Quế. Tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Chương trình nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách dân vận của Đảng, quân đội phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương, tạo không khí vui tươi ấm áp, thấm tình quân dân nơi biên giới.